rồi thì dịch thì mình ở nhà mình sẽ học online nha mấy đứa rồi thì hôm nay anh sẽ ôn lại nè ôn lại cái gì ôn lại ba cái hằng đẳng thức đầu tiên bữa mình học là hằng đẳng thức số 1 nè bình phương của một tổng nè đó số 2 là bình phương của một hiệu số 3 là gì hiệu hai bình phương đó mình sẽ củng cố ba cái ba cái hằng này trước được chưa rồi bằng cách mình làm bài tập chỉ có làm bài tập thì mình mới nhớ thôi rồi đây à, ví dụ một này ví dụ một này đây x cộng 2 y tất cả bên đó là mình nhìn là mình biết ngay hàng đẳng thức số 1 rồi được chưa thì bằng gì bằng x bên a bên a được chưa cộng 2 a là gì a là x nè b là lúc này là gì là 2 2 y được chưa rồi cộng cho B bình tức là 2 y tất cả bình đó mình cứ chậm chậm mình làm thôi được chưa rồi thì lúc đó sẽ ra kết quả thì cái chỗ này các bạn tự tính được chưa đó ví dụ hai cũng tương tự nè đó thì cái này các bạn tự làm nha chưa rồi đến ví dụ ba à, ví dụ ba mình nhìn thấy cái hiệu không hiệu là mình nhớ ngay thằng đẳng thức số 2 rồi là bằng gì a bình a trừ b đúng chưa tất cả tất cả bền đó thì bằng cái gì lúc này bằng cái gì à, mình sẽ ghi hẳn thức ra trước đó lúc đầu mình làm mình sẽ ghi hẳn thức ra trước là a a bình trừ cho hai a b rồi cộng cho b bình à, được chưa đó rồi đây mình áp dụng lên trên nè a bình tức là 3 x 3x tất cả bình trừ cho 2 nhân a. A lúc này là là gì? 3x à, b lúc này là b đây nè. B nè, thấy chưa? B là bằng 2x 2y rồi cộng cho cộng cho b bình tức là 2y tất cả tất cả bình à, được chưa rồi thì đó tính toán khúc sau thì các bạn tự tính ví dụ 4 tương tự à. ví dụ bốn tương tự nè được chưa rồi năm cũng vậy nè sáu cũng vậy nè đó thì các bạn phải tự làm đó. ví dụ bảy cũng vậy luôn à. rồi đến cái ví dụ tám uhm. ví dụ tám nè ví dụ tám thì uh, mình phải nhớ đến cái ông hằng đẳng thức uh. nhớ cái ông hằng đẳng thức hiệu của hai bình phương đúng không a bình trừ b bình bằng gì bằng a a gì a trừ b nhân cho a cộng b đúng chưa rồi thì đây có phải là nó đang ở vế bên này đúng không thì mình ghi lại thành vế vế bên này rồi bằng cái gì a lúc này là gì là ba x nè ba x tất cả bình này. à. trừ cho b b bình b lúc này là một nè thấy không thấy con số một chưa lại trừ cho cho một bên. Rồi, khúc tính toán thì các bạn tự làm, được chưa? Đó. Rồi, tiếp theo nha. Tiếp theo. Đây, bài số 10 tương tự, các bạn tự làm. Bài số 9 cũng vậy luôn, đó. Mình cứ xác định AB bình thường rồi mình áp công thức thôi, hiểu chưa? Chứ còn mấy cái bình phương nè, không có lăn tăn, nha chưa? Đó. Rồi, bài 11 này, là hàng đẳng thức số số 2 nè à cái bài 12 bài 12 thì nó vướng cái canh này cái canh này anh dạy là gì canh A là bằng gì là bằng A mũ mũ 1 phần 2 à. được chưa A mũ 1 phần 2 với cái điều kiện A phải lớn hơn hoặc bằng 0 rồi vậy cái 2 này lớn hơn hoặc bằng 0 này nè được chưa vậy thì sao vậy thì à, đây bằng giờ mình ghi lại nha mình ghi lại theo cái này, này. rồi uhm, đây mình cứ nắn nót mình ghi thôi à, 2 mũ 1 phần 2 đúng chưa nhân cho ít à, trừ cho y tất cả bền được chưa rồi bằng gì rồi đây là a nè a là 2 mũ 1 phần 2 nhân x nè là mình ghi lại là 2 mũ 1 phần 2 x nhân x đúng chưa tất cả bền trừ cho 2 nhân cho 2 mũ 1 phần 2 tức là 1 phần 2 luôn nha em ghi nhanh luôn nha nhân, nhân cho y là b nè rồi cộng cho y bền rồi tính toán thì các bạn tự làm được chưa ví dụ 13 tương tự đó rồi ví dụ 14 tương tự luôn hiểu chưa tương tự luôn rồi tương tự cái cái ví dụ 12 đó. Thêm 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 mỗi cái này nữa thôi, được chưa? Thì các bạn tự làm đó. Anh chị sửa mấy cái ví dụ nè, mấy cái ví dụ gọi là là là, là cơ bản thôi. Rồi còn mấy cái ví dụ khác nó tương tự thì mấy bạn phải tự làm. Rồi. Đây, đến bài 15. Đến bài 15 anh sẽ giới thiệu thêm cho mấy bạn về thêm một cái uh, gọi là mở rộng nữa của cái uh, tổng của các bình phương được chưa à. rồi đây thì bài này có hai cách làm được chưa hai cách làm hai cách làm thì giờ anh sẽ trình bày cách đầu tiên này thì giờ anh cứ coi như nhá nó là hằng đẳng thức số 1 thôi hằng đẳng thức số 1 đây anh coi nguyên cái cụm này là a đó hoặc là anh nhóm sao cũng được đây anh nhóm x với x cộng ba cũng được anh coi là a hoặc là anh coi cái cụm này là a cũng được coi cái nào cũng được nha thì giờ anh nhóm ít với ít cộng 3 nhìn cho nó nó quen mắt nha nhìn cho nó đơn giản đây anh nhóm lại nha nhìn anh nhóm nè anh sẽ nhóm nó làm sao để nó giống giống cái hằng đẳng thức số 1 được chưa rồi ít cộng 3 rồi anh nhóm đây anh để đây được chưa rồi cộng gì cộng cộng cái gì đây cộng 1 phần 6 y tất cả bình thì đây có phải là A chưa đây có phải là B chưa Rồi A cộng B tất cả bình chưa Rồi A cộng B tất cả bình rồi đúng không Rồi giờ bắt đầu mình làm nha Đây Mình làm như bình thường đó Được chưa A bình A bình là x cộng 3 Tất cả bình rồi. Cộng cho 2 nhân cho A A lúc này là x cộng 3 Rồi nhân cho Nhân cho B B lúc này là 1 phần 6 Y đó cộng cho b bình b bình là một phần sáu y tất cả bình được chưa còn đây thấy chưa cái này nó lòi ra x cộng ba x cộng ba tất cả bình thì cái này lại quay về hàng đẳng thức số số một được chưa quay về hàng đẳng thức số một thì tất nhiên mấy đứa làm được rồi được chưa cái này là đơn giản này nè cái này tự tính nè đó phần tính toán là tự làm được chưa rồi <laughs> vậy thì sao anh sẽ giới thiệu thêm cho cái cái gọi là cái gì tổng bình phương của ba số hàng được chưa đây tổng bình phương của ba số hàng đây chính là cái cái mở rộng cái này đơn giản chỉ là cái mở rộng thôi nha mấy đứa mở rộng thôi chứ thực ra từ những cái xuất phát từ những cái căn bản nè thấy không anh làm từ từ cái hàng lần thứ số 1 nè anh cứ làm lần lượt này, là nó sẽ ra cái này thôi cái này người ta suy ra để cho nhanh thôi hiểu chưa cho nhanh thôi đó tính toán cho nhanh vậy đây đây công thức của nó đây đó còn anh chỉ cho các bạn cái mẹo để nhớ đây cái mẹo để nhớ là sao a cộng b cộng c tất cả bình đúng chưa thì sao anh ghi lại anh ghi lại ba ông này bình thì cứ ghi a à, ba ông đó bình a bình cộng b bình cộng c bình được chưa rồi rồi mình lại liên tưởng đến cái hàng đẳng thức số 1 Mình cộng 2 hai là cái gì Cứ nhóm từng cặp với nhau Từng cặp với nhau AB nè Đó Anh nhóm từng cặp với nhau Cộng 2 2 AC nè Đó Cộng 2 BC Được chưa Đó Người ta ghi gộp Người ta đặt Nhân tử chung là số 2 ra ngoài Nhưng mình nhớ Mình nhớ mẹo là mình cứ Cứ nhớ theo hàng đẳng thức số 1 Rồi mình nhóm theo từng cặp 2AB, 2AC, 2, ab 2 ac 2 bc đó, đây là cái cái mở rộng thôi, mở rộng chứ nó cũng không rộng mấy được chưa? Rồi, không có gì hết. Không phải lo. Rồi. Ví dụ 16 tương tự được chưa? Rồi. Ví dụ 17 thì là hàng đẳng thức số số 3 đó, số 3. Cái này hàng đẳng thức số 2 này, đó. Rồi 18 cũng là số 3. 19 19 thì thì đây là số 1 nè, đây là số 2. Các bạn làm từng bước một được chưa? Xong rồi các bạn tính toán cộng trừ. À. Đây bài 20, 20 đây là hàng số số 1 nè. Đây cũng số 1 nè. Nhưng mà để làm cái này cho chính xác nè, không bị nhầm cái dấu trừ trước nè. À, khi tính nha. Các bạn tách cái này ra đúng chưa? các bạn khai triển cái này ra đúng chưa? thì các bạn sao? để cái ngoặt vuông đằng trước cho anh, cứ để ngoặt vuông đằng trước, mình khai triển bên trong. đến lúc khai triển xong hết, thì mình mới bỏ ngoặt. Đó. mình bỏ ngoặt thì có dấu trừ này thì, thì uh, cộng thì đổi dấu, còn trừ thì cũng đổi dấu. À, trừ với trừ là cộng đó, thì các bạn tự đổi dấu trong này nha. đó, cái này nó không được sai nè, phải cẩn thận cái chỗ này nè, đó. Còn câu 21 nè. À, câu 21 nè. Câu này bạn nào thông minh thì thì ghi lại như thế này. À, ghi lại như thế này. 2y trừ cho 3x tất cả bình thì nó có quay về thằng đẳng thức số 2 chưa? À. Còn bạn nào không thích thì cứ để nguyên thằng đẳng thức số 1 thôi, được chưa? Nhưng mà khi đó thì sao? Cái a, nguyên cái a là cái cái này nè, đây là a nè nguyên cái a này mình phải coi cái a là là nguyên cái cụm này nè tại đây là dấu cộng được chưa b là là hai hai y đó thì mình làm sao ba trừ ba x tất cả bình đúng không là a bình a bình là trừ ba x đó anh cứ ghi nắm nó từ từ thôi rồi trừ cộng cho gì hai nhưng mà a lúc này là gì a lúc này là là trừ ba x đúng giờ rồi nhân cho hai y Đó rồi cộng cho cộng cho b bình b bình là hai y tất cả bình đó anh cứ làm chậm chậm nó nó được chưa đó tính toán thì mấy bạn tự tính rồi đến câu 22 mươi hai nè hai hai giờ ghi kiểu nào đây ghi kiểu nào nó cũng nó cũng như vậy thôi đúng không đó câu này mình làm bạn nào khéo thì mình ghi mình sẽ quay về thằng đẳng thức số 2 mình không bị nhầm còn cái câu cái câu 21 này thì là 22 này thì làm như thế nào đây Đấy được chưa Thì mình bình tĩnh Mình xử lý thôi Được chưa Đấy. Thì giờ mình xử lý Theo hàng đẳng thức số 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 2 đi Số 2 cũng được Mà số 1 cũng được rồi Vậy là lúc này mình coi cái này là A nè A là trừ x nè Trừ cho gì Trừ cho B B lúc này là ít y Được chưa B lúc này là ít y Tất cả bình Rồi mình làm sao A bình là trừ x Tất cả bình trừ cho gì trừ cho hai nhanh cho a a lúc này là trừ ít nè rồi nhanh cho b b lúc này là ít y được chưa cộng cho X y bình là tức là b bình á được chưa rồi thì các bạn khai triển theo hằng đẳng thức số số 2 cũng được được chưa rồi đây câu 23 là hằng đẳng thức số 3 đó các bạn tự tự làm nha. Là biến đổi về dạng tích thì hằng đẳng thức số 3 thì các bạn biết rồi đó, a bình trừ b bình á thì bằng cái gì? a a b nhân cho a cộng b, được chưa? Rồi. Câu này nó tương tự cái câu cái câu 17 đây này. Rồi. tương tự cái câu à đâu. Tương tự cái câu nào câu 19 nha, được chưa? Rồi. Câu 25. Câu 25 thì nó cũng làm một cái hạng đẳng thức thôi, được chưa? Đây là a bình nè. Nè, 1/2 nhân cho a tất cả bình thì có phải bằng 1/4 a bình không? Đó. Đó. Rồi, đây cộng cho 2 2ab, 2 nhân 1/2 nè nhân cho a thì đây là 2a chưa? Rồi nhân cho b. B lúc này á, b lúc này là b bình đây nè, lúc này là 2 nhân cho b bình tất cả bình, được chưa? thì nó có phải là 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 bình phương lên nó có phải bằng 4 b bình không đó thì đây 2 ab b lúc này là 2 b bình đúng không rồi nhân cho 2 nhân cho b b bình đó cộng rồi thì cái này các bạn tự khai triển nó ra là hàng đẳng thức bao nhiêu nha đây là hàng đẳng thức số 1 đó là có dạng a cộng b tất cả bình đó được chưa thì các bạn tự khai triển nha rồi bây giờ nhanh chưa mình ôn mình làm mình nụt nè mười ví dụ này là tốt rồi đấy nha mấy đứa là mình vận dụng chắc cái cái gọi là ba cái hàng đẳng thức đầu tiên rồi đó đó thì cái đó sẽ liên quan đến mấy cái bài toán sau này được chưa mình áp dụng mình còn cái hàng đẳng thức là quan trọng là mấy bạn phải nhớ đó hàng đẳng thức đáng nhớ mà rồi, thì hôm nay anh dừng video tại đây thôi nha đó nhớ về làm nha chưa đó mấy cái ví dụ nào anh nói tương tự là phải làm rồi trình bày lại những cái ví dụ anh sửa luôn được chưa trình bày lại cho ra kết quả nắn nót đàng hoàng cho anh được chưa rồi nhớ nha rồi ở nhà ngoan nha